xin chào anh em. Hiện tại mình là Trần Nhân Ý, là nhân viên của Minh Long. Và anh là Khánh Hoàng. Như đã hứa thì hai anh em mình đã trở lại để đánh giá chi tiết cái con Kawasaki ZX25G này cho anh em xem như thế nào. Và trước khi xem video tiếp theo, anh em đừng quên nhấn like và subscribe kênh Minh Long Ô Tô để xem nhiều video hay. Rồi hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết về con ZX25G này. Thì hiện tại đã về tại Minh Long là chiếc xe đầu tiên, nhưng đang được đăng kiểm nên chưa có công bố giá chính xác cho anh em. Và hiện tại mình thấy đây là một cái dòng Sport Bike City. Thì mình thấy con này mới về, nó được mang tiếng là 4 cục máy thì nó rất là hàm hố cho anh em nào chúng ta mới chơi. Thì mình sẽ đánh giá về chi tiết coi như thế nào. Thì với chiều cao yên được công bố là 785mm, tương đối là nhỏ so với các cái dòng mà có cùng phân khúc. Xin hỏi anh chiều cao hiện giờ anh là cao 1 mét mấy anh nha? Anh đang cao 1m72. 1m72. Con này chiều cao yên hồi nãy em nói là 700 mấy? 785. Thì 785 mà, thì một người có thể 1m6 thì có thể ngồi thoải mái chiếc xe này. Nhưng em nghĩ anh 1m7 thì có thể là dư sức cho anh. Thì chắc có lẽ mời anh lên thử. Ok, ok. Lần đầu tiên được ngồi lên ZX25G đầu tiên của Việt Nam các bạn. Cảm giác nó rất là hồi hộp và phấn khởi. Oh my god. Wow, xe này nó khá nặng nha các bạn. Mình 1m72 và nặng 55kg. Ngồi trên đây thấy tự tin. Thứ nhất là chống chân tới, thứ hai là Sport City. Ngã người về không như thuần Sport. Thuần Sport thì rất là mỏi. Neck thì hơi thẳng lưng, cũng hơi mỏi luôn, đi đường xa cũng hơi mỏi. Như vậy là hợp lý đối với một chiếc xe đường phố Sport City. Theo thông số chính xác của hãng á, là nó nặng tới 180kg. Nhưng mà anh Khánh Hoàng ảnh có thể ngồi lên và điều khiển một cách dễ dàng á. Anh em có thể dễ thấy, có thể lắc một thành phố ok đấy các bạn. Và đặc biệt điều ở Kawasaki này á, là ở phần sau thì nó thiết kế rất là gọn nhẹ hơn các dòng đối thủ có cùng phân khúc. Vậy bây giờ mình muốn chỉnh những cái công nghệ đó trên đây, thì những cái công nghệ nào mình chỉnh được trực tiếp bằng cái bảng điều khiển hai cụm bên tay lái này? Thứ nhất là slow nè, thứ hai là full. Hai chế độ này thì anh em có thể tự chỉnh hoặc là tự động. Nếu anh em chạy dưới 50% mã lực của chiếc xe thì nó sẽ hiển thị chế độ low đó. Còn nếu mà anh em chạy hơn 50% thì tự động điện tử nó sẽ chuyển sang chế độ full, chạy sẽ bốc hơn, ngon hơn. Vậy là cái power này là nó tự động nó chuyển sau khi mình tăng tốc km. Còn cái nút này để làm cái gì ấy? Cái nút này hiện tại là đang chỉnh chế độ trong đây. Đó, anh em có thể thấy là mình đang chỉnh được nè. Đó, chế độ lái full và low hồi nãy mình nói với anh em rồi. Tiếp theo, công nghệ bám đường của chiếc xe này thì nó có thể ba chế độ cho anh em nè. Cái này là nó viết tắt chữ Kawasaki Traction Control. Đó, chế độ bám đường của chiếc xe này anh em có thể chỉnh theo từng mức. Ba chế độ. 3, 2, 1. Này là ít bám up. Hơn up. Đó, tắt chế độ bám đường. Cặp phuộc này là cặp phuộc Showa của Nhật Bản Upsado. Kèm theo là đây là một cái hộp dầu Nissin. Vậy là hai cái bộ thắng là đều là những của Nissin hết. Nissin là một hãng xe thì các bạn biết rồi, quá đình đám và nổi tiếng. Cái cô ở đây mình thấy là nhà sản xuất họ cho mình phép chỉnh được 5 cấp độ, 1, 2, 3, 4, 5. Thì những cái dòng côn và bóp thắng á, những cái xe kia, cái hãng lớn á, thì đều có những chế độ này hết. Thì mình chắc cũng không nói gì về phần này ha. Một điều nữa đây là nó có một cái đèn ưu tiên. Mời canh Ramen đứng đằng trước xem mình bật xi nhan coi nó đá xi nhan như thế nào ha. Đầu tiên là mình tắt đèn ưu tiên đi, sau đó mình bật xi nhan phải. Ồ, xi nhan trái. Rồi mình bật hazard. Rồi tắt hazard, mình pha. Bây giờ anh đề máy thử là anh đá vô coi coi nó sáng cỡ nào ha. Rồi, mình đề thử xem. Đây là cái chế độ cốt nè. Pha. Cốt. Đá. Ok ha các bạn. Ồ. Oh. Hồi nãy giờ bạn ý đã nói về phần công nghệ nhiều rồi. Thì nói chung cũng hơi chiều tượng. Thì mình xin phép nói tiếp về cái phần thực tế mà mình thấy. Mình chỉ nói những cái mà mình thấy thôi. Thứ nhất là
cái dàn áo này nó có một cái hộc gió. Cái hộc gió này dùng để lấy gió và làm mát máy. Trong đây cái luồng gió này nào nó kết nối, nó liên thông với lại cái bộ dưới đây, nó làm cho mát cái khu vực này đi. Cái hộc này nó rất là nóng và mình cảm nhận hồi nãy mình chạy á, chắc là mình chạy ngắn quá nó không bị nóng cái hai phần chân của mình. Ở những cái chiếc xe phân khối lớn á, khi mà mình chạy trong đường thành phố và mình nẹt bô á, như CB300 chẳng hạn hoặc là CBR250, mình bị nóng hai phần đùi. Có một cái hay là họ thiết kế không còn nóng nữa và nó giảm độ nóng cực kỳ là hiệu quả luôn. Phần này là phần mũ đen. Cái phần mũ đen này nó không liên quan tới dàn áo mà có thể gỡ ra được. Khi mà mình ngồi trên xe mà mình chạy đường thành phố lâu á thì hai cái đùi mình thường thường nó nằm ở nơi góc này. Thì những chiếc xe mà phân khối lớn mà mặc quần đùi á, nó không có chỗ này. Chỗ này của nó ít lắm. Nó phà lên và nó nóng cái đùi. Thậm chí là nó nóng rất là nóng luôn. Thì khi nãy mình chạy á thì mình không bị nóng. Và mình chắc chắn luôn là nó sẽ không nóng bởi vì nó có thiết kế như này. Những cái lỗ này. Khi mà gió lùa vô đây, cái máy đây nóng, nó sẽ bị thổi lên đây, trên đây đẩy nữa nè, luồn ra bên ngoài, không hề nóng như đùi mình luôn các bạn. Tiếp theo ha, cặp vành 17 inch Made in Thailand. Và vỏ này là vỏ Dunlop. Và Dunlop thì nổi tiếng là các bạn đã biết rồi. Đây là heo dầu của Kawasaki Nissin. Nissin họ kết hợp với Kawasaki và làm ra một bộ heo dầu. Đó, các bạn có thể thấy chiếc xe nào mà nhập về của Indo nha các bạn, nó phải một chữ Indo, nó có chữ là Indonesia, nó quay sẽ không qua vô được đâu. Về phần các nước nó rất bự để tải nhịp kịp ha các bạn. Và một cái nữa mình không hài lòng ở ZX25R đó là cái bộ đèn của nó. Cái đèn của nó là không hiểu tại sao lại sử dụng là đèn halogen, trong khi đó bây giờ là công nghệ 4.0 thì mọi người đã sử dụng led hết rồi. Hai bộ đèn xi nhan vẫn là halogen. Một điểm trừ nữa là đồng hồ này là đồng hồ cơ. Tại sao lại là đồng hồ cơ? Bởi vì khi mà thay một cái đồng hồ led vào đây thì giá trị của chiếc xe lại nâng thêm một tí nữa, thì nó làm cho người tiêu dùng có phần hơi hơi quá. Cho nên là họ sử dụng tiết kiệm nhất để làm ra một chiếc xe bốn máy giá thành rẻ nhất để đến tay người tiêu dùng và những người đam mê phân khối lớn và chưa đủ tài chính. Điểm trừ thứ ba là phần yên. Kawasaki họ thiết kế cái yên trước với cái yên sau đều cách một khoảng cách nó cao lắm các bạn, và nó nhỏ nữa. Cho nên là nó cái yên này mình thấy nó giống Z1000 và Z900. Cái người ngồi sau rất là khó chịu. Khi ngồi thì chồm tới rất là nhiều. Điểm cộng của 250 này là hai cái vành nó có một cái miếng thăng bằng ở đây, thăng bằng cho bánh xe. Cái này là có cảm biến nè, có hồi nãy mình nói có một cái hệ thống là cân bằng cái bánh xe này, rồi bám đường á. Tiếp theo là về phần bô. Cái bô đây thì mình thấy cái bầu bô zin nó là hơi nhỏ. Lý do vì sao làm nhỏ này thì nó là để đạt đăng kiểm khí thải Euro 4, Euro 5. Hiện tại con này chỉ đạt được Euro 4 thôi. Anh nói về phần độ bô đi. Cái bầu bô này nó rất là bự. Bạn có thể thấy bầu bô rất là bự. Thì thường thường mình chơi clip on á, mình sẽ giữ lại cái cổ đây. Mình chơi slip on thì mình sẽ cắt ngang chỗ này, mình độ cái cổ bô dài ra đây, xong mình dắt một cây mình uống lên một cách, dắt một cây Yoshimura hoặc là Akarovic. Thì đó là đi slip on. Slip on nó là tốt, nó dùng cổ zin, bầu zin thì nó ok, nhưng mà chơi full system là ok nhất. Và điều mà ai cũng nên làm khi đổ bô là các bạn phải chạy map ECU. Chúng ta sẽ canh được gió lại, gió vào gió ra, để cho cái máy xe mình nó đạt hiệu suất cao nhất. Một cái rất là hay ở đây các bạn ơi, thì ở đây mình thấy là một con ốc ở đây. Thì mình nghĩ nhà sản xuất họ cố tình họ làm ra như vậy để mình không cần phải độ chế là khoét dàn áo hay là cái gì để gắn chống đổ vô. Chúng ta có thể trực tiếp gắn chống đổ vào cái chỗ này luôn. Đó, rất là hay ha. Thì bây giờ cái yên nó hơi khó chịu cho nên là mình mời một người. Một bạn là bạn cao 1m mấy? Đại đang cao 1m67. Cao 1m67 và nặng 50. Nặng gần 70kg. Gần 70kg. Bây giờ mình sẽ leo lên xe này và ý ngồi lên sau lưng mình để xem cái cảm giác nó có khó chịu nó như thế nào, ý cho cảm nhận nha. Dạ vâng. Rồi ok. Rồi. Chắc chưa anh? Rồi chắc. Em lên là lắp xe là bóng đầu đúng không? Sau khi ngồi lên xe thì em thấy nó cái điểm mà điểm tựa cái đồ nó gần cái hông mình luôn các bạn. Cái điểm tựa nếu mà có người ngồi sau thì cái điểm tựa không có. Nếu mà anh em muốn chở người yêu á, ghệ á, phải chắc gắn thêm cái gì đó để có thể tăng được cái diện tích. Người ta chở người yêu, người ghệ là người ta phải ôm như vậy các bạn. Chết rồi.
Nó phải như vậy, còn không mà để tay gì cũng hơi kỳ, nó phải ôm vô. Thường thường xe này dành cho cặp tình nhân đi thì ok hơn. Ok, bây giờ mình sẽ đề máy lên, mình chạy thử một vòng xem là... Qua Vũng Tàu thử luôn anh ơi. Ok. Nghe tiếng bô rất là đã luôn các bạn. Nhà sản xuất họ đề xuất là nên đi xăng A97. Nhưng mà tại thị trường Việt Nam không có xăng 97 thì mình đi xăng 95 có được hay không? Không được. Tại vì hiện tại bây giờ chiếc Lamborghini bây giờ thì nó cũng đang sử dụng xăng A95. Ủa? Đó, nên ở thị trường Việt Nam xài A95 vẫn ok anh em. Và anh em cứ yên tâm thì ở đây nó hoàn toàn xử lý bằng công nghệ là điện tử. Vậy thì anh em cứ yên tâm. Cái xăng 97 chẳng qua là mình nghĩ nó là sạch hơn xăng 95. Thì để bây giờ không xăng 97 thì cách giải quyết là làm cái gì? Đổ xăng 95 mà đổ một bình ví dụ như carbon cleaner vô là giải quyết được vấn đề về xăng ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy luôn. Ok, giờ số 1. Anh em mình đi Vũng Tàu nha anh em. Chiếc xe này là chiếc xe để team mình review. Nhưng mà chiếc xe này mình đã test rồi thì mình sẽ không bán cho khách hàng. Chiếc xe này sẽ được giữ lại để làm mẫu. Mình sẽ không bán chiếc xe này ra thị trường nên các bạn yên tâm ha. Minh Long sẽ không bán những chiếc xe mà đã chạy rồi hoặc là review hoặc là test rồi để cho các bạn phải phân phân. Thì bây giờ mình thử tiếng bô zin của nó ha. Tua, để mình về bô zin thì mình về số 0 cái đó. Chứ không thôi là bắt đầu. Từ từ. Dòng tua số 4. 4.000 dòng ha. Nó qua cái vạch màu đỏ luôn các bạn. Nó qua luôn vạch màu trắng và vạch màu đỏ luôn. Nó chạm đấy mà caramel ngoài cái đồng hồ. Hơi nắng các bạn, nhưng mà các bạn thấy đó. Mình lên nè, lên từ từ thôi. Đừng lên nhanh quá ha. Nó bị giới hạn dòng tua tới dòng tua 18.000 rồi. Nhiệt độ máy sau khi mình nẹp bô đang là 90 độ C. Rất nóng các bạn. Hồi nãy là mình không biết là ở đây có nóng hay không. Thì cái dàn áo này không biết thiết kế sao thì mình đưa cái giò vô. Không hề nóng gì hết các bạn. Không hề nóng. Cái xe CB300 hay là CBR250 á, mình nẹt về một hồi mình đi á, nó nóng cái giò này kinh khủng. Với em CB1000 hoặc là Z1000, ôi cũng chín chứng luôn các bạn. Thôi bây giờ mình vô nắng, vô mát đứng ha, đứng ngoài nắng thôi chắc mình cũng rồi. Mình mà bạn cameraman ngồi lên đây. Rồi tiếng đề ha các bạn. Cameraman nhớ chắc máy nha. Ok, anh lên á. Phút thôi, mình nghe muốn các bạn nghe cái tiếng hầm hố của cái xe bốn máy này thôi. Kiểu dắt máy cho cameraman. Ở đây không đủ đường để chạy các bạn ơi. Trong kho này nó hơi chật tí. Không, nhưng mà sao thì các bạn cảm nhận được một phần vậy là ok rồi. Thì bây giờ chiếc xe này là chưa có giá. Thì không biết mình một câu hỏi nữa là mình chưa có người yêu, thì sau khi mình mua chiếc xe này thì không biết là mình sẽ có người yêu hay không. Anh Khánh, nếu mà anh chạy chiếc xe này á thì cái tỷ lệ đẹp trai của anh sẽ tăng lên gấp 20 lần so với chiếc xe khác. Sao có 20 lần vậy?
Tại vì con này tới 4 máy. 4 máy phải là 40 lần, như 4 máy là sau lại 20 lần thôi các bạn. Ồ, cái xi nhan này nữa nè các bạn. Cái xi nhan này là halogen. Đuôi đèn thì thích hợp vô cái đây luôn. Để xem mình gỡ cái này ra. Ồ, họ thiết kế cho mình cái này gắn ấy luôn. Mình chỉ cần gỡ này ra, mình gắn cái biển số cặp cho đây thôi. Nó họ thiết kế sẵn cho mình luôn. Chị này Kawasaki rất là chăm chút và lắng nghe ý kiến khách hàng. Rồi, sau màn review hơi cù bắp và không sâu sát về chiếc xe. Ừ. Thì tụi mình là những cái người gọi là mới, thực sự là mới vào nghề và nghiên cứu, tụi mình học hỏi rất là nhiều, cho nên là trong quá trình review có gì sai sót và không đúng, các bạn hãy bỏ qua cho mình, hãy ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cho các bạn những clip chân thật nhất, thực tế nhất, và chúng tôi luôn đem những cái lô hàng mới nhất đầu tiên về Việt Nam để phục vụ khách hàng của Việt Nam. Anh em còn thắc mắc hay là còn cái câu hỏi gì á thì cứ comment ở phía dưới để anh em mình chat câu hỏi và trả lời cho anh em nhanh chóng nha. Và đừng quên like và subscribe cái nút bên đây nè, cái nút đỏ ở đây nè, đừng có để nút đỏ anh em, hãy để cho nút màu xám cho nó đẹp đi, xám xi măng, mình thích xám xi măng nha. Cảm ơn em đã quan tâm video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn em.